Hello mọi người, hôm nay mình cho mọi người xem khu vực mình làm sú tròn. Đây là sú tròn làm sạch rồi nè, rồi đưa qua đây sắp vô trong này, cân nó đủ 13 kg. Mình dán tem đàng hoàng nha, có mấy dán tem, lấy mấy dán tem rồi cho mọi người xem dán tem ấy. Rồi đó, mấy dán tem này đó, thấy không? Dán mấy dán tem dán nhanh lắm nha, nó vẹt vẹt nhanh lắm đó, để trong kia. Rồi xong rồi mình bưng queo bỏ trên pallet đây. Đây là nơi làm sú, đây là sú, đây là bên đây chặt đít rồi và chưa làm nè. Cái ống này là ống hơi, nó ra này hơi mạnh lắm nha, mình đứng đây mình xịt nó, cái vỏ nó rớt vô trong cái lỗ đây rồi nó xuống dưới đây, xuống như đây rồi nó xuống cái mương nước đây. Ở đây mương này nó có nước, nó đỡ nó chảy đi nha. Đây cho mọi người xem, đây là sú trong cái thùng này nè. Mình đưa đây là mình nâng cái cần này, cái cần này mình kéo tới kéo lui này, nó kéo tới kéo lui nữa đó, nó di chuyển rồi đó, kéo tới kéo lui gì nó di chuyển là mình làm. Đây cái bánh chiên nó chạy, nó đẩy rớt xuống đây rồi nó chạy, nó đưa ra đây, đưa ra đây coi như mình chặt đít nó nè, không chặt ra rồi nè, nó như mới tới đây chặt đít rồi nè, đưa vô máy bắt đầu xịt rồi mình bỏ lên cái bánh chiên này nó tự nó chạy xuống dưới kia, dưới cái đầu dưới kia là mà mình bắt bỏ vô. Đây là ống hơi nè, ống hơi để mình xịt này, hơi mạnh lắm nha, xịt tích tích là cơ vô len ven lại là xong liền nha. Nếu một người chặt đít á là phải ba người làm, cho nếu hai người làm là mình chặt không kịp. Nếu ba người làm á mình chặt kịp, mà ba người làm chậm, cho nếu làm nhanh á là mình chặt không kịp nha, mấy làm nhanh lắm. Do làm mình cái hơi xịt đó, nó xịt vỏ ra nhanh lắm. Đây, bữa nay mình cho mọi người xem. Đây là khu vực làm sú. Còn bên đây là khu vực làm bích kinh. Sú tím, tá nhỏ nhỏ bỏ lên cái bên chiền này, nó chạy vô trong đây. Nó có bì bóng này, bì bóng nó để lót sẵn nè. Vô đây là tự nó đóng bì bóng nó kích lại luôn. Vô máy nó cắt ra, cách ra nó gói, tự nó cách nó gói luôn. Đây rồi, đây cái đây là nó nóng nha, cái đây khi mình làm là cái đây nó ra đây, tự nó cách nó vô đây là nó nóng, nó cách bứt ra nha. Cái đây là cái số vô giống như bây giờ ra, tự nó cách ra bứt ra luôn, rồi nó chạy ra trong cái bàn đây nó khi bật là cái bàn đây nó chạy, nó xoay nha, nó xoay như này nó xoay tròn, mình đứng qua mình bóc bỏ vô. Vô đây cho mọi người xem cái này là máy bèo, đây là để giống giống như đất vậy, chứ không phải đất, cái bột gì vậy mình không có hiểu, mình nói đất thì nó dễ hiểu hơn. Bèo chất đóng đây nè, không rất nhiều. Vô này có nghe cái tiếng ồn, đây là cái tiếng ồn sồ đó, là cái máy sưởi nha, sưởi ấm trong nhà máy này để nó ấm cho những cái bèo đây, cho nó mềm ra, do máy bèo nó lạnh nên nó cứng, mình nói cho nó mềm ra, nó ấm ra, nó mềm ra thành bột, chứ không là nó đông cứng hết. Mình đây cũng lạnh, ở ngoài lạnh lắm, nhưng mà vô trong này nó ấm. Hiện tại ở ngoài là âm 15 độ, bữa nay âm 15 độ, chứ bữa qua là âm 17 độ, cho nên vô trong đây đều có máy sưởi hết. Đây là tem gắn kết, nãy kia là tem dán trên trái sú, còn cái tem đây là tem dán trên cái kết, nó như đây nè, tem như đây nè đó, tem nhỏ nè dán mấy đây nè đó, nó ngay đầu hết nha. Đây tem nè đó. Đây là xong rồi, rồi mình review cho mọi người xem sơ, rồi mình xin kết thúc video tại đây. Bye bye mọi người.